Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Daily Excel. Thì vẫn tiếp tục cái nội dung liên quan đến phân tách chuỗi ký tự các bạn nhé. Thì ở các video trước thì chúng ta đã tìm hiểu về các hàm rồi, các hàm quan trọng trong việc xử lý văn bản, và chúng ta cũng giải quyết một cái bài toán rất là phổ biến trong thực tế, đó là bài toán tách họ tên. Thì tiếp tục cái nội dung phân tách chuỗi ký tự này thì tôi sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo, đó là cái phần tách chuỗi ký tự sang nhiều cột hoặc nhiều dòng các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ bắt đầu nội dung cái phần này sẽ hai nội dung. Nội dung một là tách chuỗi ký tự sang nhiều cột, nội dung thứ hai là tách chuỗi ký tự sang nhiều dòng các bạn nhé. Thì ở đây thì đầu tiên cái video ngày hôm nay thì sẽ tập trung vào nội dung là tách chuỗi ký tự sang nhiều cột. Sẽ có hai phần, sẽ có hai phần ở video ngày hôm nay, đó là gồm tìm hiểu yêu cầu của bài toán và sử dụng text to column để giải quyết bài toán này các bạn nhé. Còn các nội dung liên quan sử dụng công thức, sử dụng VBA hay sử dụng Power Query thì tôi sẽ làm các video tiếp theo các bạn nhé, bởi vì làm một thì chắc là dài quá đúng không ạ, chắc dài quá mọi người cũng khó theo dõi. Thế tạm thời chỉ làm đến vậy thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem này. Giả sử bây giờ các bạn có một cái ký tự, có cái ký tự góc như này các bạn nhé, các chuỗi văn bản góc như này, ở mỗi một cái ô này, một dòng này, thì các bạn có các cái ký tự được các bạn nhìn ạ, nó được phân cách với nhau như nào. Nó phân tách với nhau bằng một cái dấu, cái dấu này tôi không biết gọi là cái gì, cái dấu gì nữa, nhưng mà nếu như mà cái ở trên ký tự trên bàn phím ấy, cái này như kiểu ký tự vách ngăn, và tôi cũng không biết gọi đúng nó là cái gì, nhưng nếu như các bạn muốn gõ nó trên bàn phím ấy thì các bạn ấn shift sược các bạn nhé, shift sược đúng không ạ. Sược là cái gì, ví dụ như là chẳng hạn như là các bạn muốn tạo một đường dẫn chẳng hạn đúng không ạ, một đường dẫn các bạn nhé, đường dẫn của cái file này chẳng hạn đúng không ạ. Đây tôi mở lên chẳng hạn, đây đây là cái ký tự sược các bạn nhé. Sược này thì nó ngược so với cái ký tự chia đúng không ạ, ký tự chia ở trong Excel. Thì các bạn tìm trên bàn phím ký tự sược này thì các bạn ấn shift ấy, thì sẽ ra được cái ký tự này, và tôi cứ gọi thẳng đứng như này như vách ngăn đúng không ạ. Đấy thì các bạn thấy là các bạn thấy không ạ, đây thì cái ký tự cái gốc, cái chuỗi gốc của chúng ta là như thế này nhá. Thì bây giờ mục tiêu của chúng ta là gì ạ, chúng ta sẽ phải phân chia nó ra là cái gì, mã hàng này, tên hàng này, màu này, size này, giá sản phẩm đúng chưa. Ví dụ như ở đây chúng ta có cái chuỗi này đúng không ạ, thì đây giả sử chúng ta sẽ phải tách được cái chuỗi như thế này, tên hàng nó là cái này, màu là xanh lam này, đây được chưa. Thì đây là cái việc mà chúng ta sẽ phải giải quyết, và cái mục tiêu cuối cùng chúng ta đạt được như thế này cho tất cả các cái dòng này đúng không ạ. Nếu như mà nó ít và một hai dòng thì có khi là cứ copy rồi paste cũng được không sao đúng không ạ, nhưng mà nếu như các bạn nghĩ rằng cái số lượng này nó rất là nhiều thì chúng ta phải làm như thế nào. Còn nhiều người sẽ hỏi là tại sao lại có những cái chuỗi kiểu như thế này các bạn nhé. Thì thực tế là hiện tại thì có khá là nhiều các phần mềm chuyên dụng, khi mà khi mà họ cho xuất cái dữ liệu từ phần mềm ra nhé, thì họ sẽ tìm cách mã hóa cái dữ liệu của họ, nó không phải là một cái dữ liệu thô hay một dữ liệu tốt ấy, thì các bạn vẫn phải tìm cách để xử lý đó, để giải quyết cho riêng các bạn nhé. Thì thôi chúng ta sẽ đi thẳng vào luôn cái cách xử lý. Thì ở trên Excel nó có một cái công cụ tôi nghĩ rất là hay, và đó là cái text to column các bạn nhé. Đấy,
Nghe tên thì biết ngay rồi đúng không ạ? Testaculum đấy, đúng không ạ? Tức là từ chuỗi ký tự hay là từ văn bản là thành nhiều dòng đúng không ạ? Testaculum đấy, đúng không ạ? Đấy thì bây giờ tôi sẽ cùng các bạn giải quyết cái này. Và này rất đơn giản thôi. Đây, đây là cái xóa này đi này. Đầu tiên ạ, các bạn chọn toàn bộ các cái dòng mà các bạn cần tách các bạn nhé. Các bạn để chuẩn lên cái ô đầu tiên này, xong các bạn ấn Ctrl Shift xuống. Ctrl Shift xuống. Như vậy là chúng ta đã chọn được toàn bộ các cái dòng mà cần chuyển đổi các bạn nhé. Đó, các bạn ấn vào. Và các bạn chú ý là ở đây là hoàn toàn là ngăn cách ở các thành phần này thì đều là cái gọi vách ngăn các bạn nhé. Và ký tự đây tôi gọi vui là ký tự vách ngăn đúng không ạ? Đấy, giống hệt nhau các bạn nhé. Thế thì chúng ta vào data này, sau đó chúng ta vào tab data này đúng không ạ? Đang là tab home mình nha, vào tab data này. Các bạn nhìn text to column các bạn nhé. Ở đây tôi sử dụng phiên bản Microsoft 365. Nếu như các bạn khác sử dụng các phiên bản khác, Office khác thì nó có thể nhìn nó có thể khác khác, nhưng mà chắc chắn là tab data này sẽ có cái này, phần này các bạn nhé. Để chọn text to columns. Sau đó ở cái cửa sổ convert text to columns wizard này các bạn nhé, step 1 3 này, thì trong phần original data type này các bạn để nguyên delimited các bạn nhé, để nguyên delimited cho tôi ạ. Sau đó chúng ta ấn next được chưa. Cái step 2 này thì chúng ta làm gì? Chỗ cái phần delimiter này đúng không ạ? Delimiter này thì các bạn thấy là mặc định của nó đang ở chữ tab này các bạn, đang tích ở cái chữ tab này các bạn nhé. Tab này nhưng mà thực tế các bạn nhìn thấy là ở đây văn bản của chúng ta là đang không phải ngăn cách nhau bằng cái tab các bạn nhé. Tab này thì nó sẽ phổ biến nhiều cái dạng, nếu như mà các bạn có một số phần mềm khi mà xuất ra cái file txt ấy, và file đuôi chấm txt ấy, thì cái đó thì hay ngăn cách với nhau bằng cái tab ấy. Thì khi mà các bạn copy cái đấy, khi mà các bạn copy cái file text đấy vào trong Excel này, sau đó các bạn chuyển đổi thì các bạn sẽ hay sử dụng cái đấy hơn. Thời gian tới thì chắc là tôi cũng sẽ cố gắng làm một cái video liên quan đến cái việc là tập tổng hợp dữ liệu từ nhiều file txt và Excel các bạn nhé. Đấy, thì tôi không, cái này không phải ký tự đó đúng không ạ? Semicolon là gì ạ? Semicolon này là dấu chấm phẩy các bạn nhé. Còn comma, comma là dấu phẩy này. Space, space là dấu cách đúng không ạ? Dấu cách giống kiểu cách họ tên ấy, đúng không ạ? Thực ra dùng tách họ tên thì các bạn cũng có thể dùng công cụ này được. Tuy nhiên là tách họ tên do là cái tên cái độ dài ngắn nó khác nhau, người thì hai người thì tên chỉ có 2 tiếng thôi, người thì tên có 3 tiếng, người tên 4 tiếng, 5 tiếng đúng không ạ? Do vậy dùng cái việc mà giải quyết bài toán tách họ tên vừa rồi đấy thì nó sẽ không khả thi các bạn nhé. Thế ở đây thì quay trở lại đây ạ, thì cái ký tự của chúng ta nếu như mà các bạn không có nằm trong cái danh sách 4 cái đầu này ạ, thì chính là cái thứ năm này, những cái thứ năm này chúng ta phải định nghĩa cho nó, chính là cái ô vuông bên cạnh các bạn nhé. Thì tôi sẽ tích vào Azure này, sau đó tôi sẽ chọn đây, tôi sẽ ấn Shift này, sược này đúng không ạ? Đây các bạn nhìn thấy data preview, chúng ta đã xem trước được cái dữ liệu của chúng ta nó đã trở thành như nào rồi. Các bạn nhìn thấy nó đã tự chia thành các cái cột riêng biệt rồi các bạn nhé. Các bạn ấn next step 3 đúng không ạ? Column data format, và cái này cũng không quan trọng lắm, cái này thì tùy, cái này thì các bạn có thể tự tìm hiểu thêm được các bạn nhé. Đấy, destination ạ. Destination đây là chính là cái nơi mà chúng ta sẽ đặt để dữ liệu kết quả các bạn nhé, đổ dữ liệu kết quả. Thì đây tôi sẽ chọn nó là ra OC đi, OC bắt đầu từ OC1 các bạn nhé. Đây các bạn xem ạ. Ấn finish. Ok. Các bạn thấy chưa ạ? Rất nhanh gọn nhá. Vâng. Rất nhanh gọn đúng không ạ? Rất dễ dàng. Mã hàng này, tên hàng này, màu này, size này, giá sản phẩm đúng không ạ? Tuyệt vời. Như vậy chúng ta đã kết thúc ngay được với bài toán này rồi đúng không ạ? Các bạn thấy nó đơn giản không ạ? Và tôi nghĩ rất đơn giản.
Ra nhiều lúc tôi nghĩ là phải giải quyết theo kiểu nọ kiểu kia, làm cái gì đó nó cao siêu gì đó, nhưng mà sau tôi rút ra và cái gì mà Excel nó có sẵn, những cái công cụ có sẵn như thế này và chúng ta tận dụng được là tốt nhất, vì nó đơn giản nhất đúng không ạ, dễ dàng nhất và nhiều người học được nhất. Thế thì đó là cái bài toán đầu tiên. Tiếp tục một cái bài toán thứ hai để cho mọi người luyện tập. Đây ạ, vẫn là những cái ký tự như vậy nhưng mà nó có cái sự khác biệt là như thế nào. Các bạn nhìn thấy ở đây là ví dụ như mã hàng này, xong rồi vạch ngăn này, tên hàng này, vạch ngăn này, xong rồi màu, rồi lại chấm phẩy, rồi size, rồi giá sản phẩm này. Đây này, có chỗ thì ngăn cách với nhau bằng dấu sược này, à dấu vạch ngăn này, có cái ngăn cách với nhau bằng cái dấu chấm phẩy đúng không ạ? Đây, xong rồi ở phía dưới này cũng tương tự như thế này. Thế nhưng ở phía dưới này các bạn nhé, nó lại ngược lại đúng không ạ? Đây ạ. Lại chấm phẩy trước xong rồi vạch ngăn sau đúng không ạ? Thế thì liệu rằng những cái trường hợp mà các ký tự để ngăn cách này nó cùng một lúc nó có nhiều cái ký tự thì nhiều ký tự để ngăn cách thì chúng ta có giải quyết được như bình thường hay không ạ? Biết được hay không thì chúng ta cứ thử các bạn nhé. Nguyên tắc là gì? Giữ lại dữ liệu gốc này đúng không ạ? Và làm gì thì làm, dữ liệu gốc để đây để tí còn so sánh đúng không ạ? Chúng ta lại tiếp tục chọn toàn bộ dữ liệu này, ấn data này, take to column này, đúng chưa ạ? Lại step one vẫn là delimited đây các bạn nhé. Đây Excel nó thông minh nhưng nó vẫn nhận ra vừa nãy tôi làm vẫn thấy cái vách ngăn này nó vẫn thế đúng không ạ? Đây các bạn nhìn nhé, cái data preview lúc này thì nó có đã chia cách được rồi nhưng mà còn cái chỗ dấu chấm sau cái đoạn mà dấu chấm phẩy này thì nó chưa tách được này. Chúng ta kéo xuống xem phía dưới nó như thế nào nào, mấy cái đoạn ở dưới đây, mấy cái đoạn ở dưới đây các bạn nhé, các bạn nhìn thấy nó lại dấu chấm phẩy ở đây này, đây đấy. Tức là hai cái này là so le nhau đúng không ạ, trên dưới dưới trên. Thế thì chúng dấu chấm phẩy này, semicolon này, đây các bạn tích thêm vào, à vâng, tích thêm một cái data preview các bạn đã nhìn thấy được chưa. Thế như vậy chúng ta rút ra kết luận là chúng ta chỉ cần nắm được cái quy luật của các cái ký tự ngăn cách trong trong cái chuỗi gốc này của chúng ta thôi thì chúng ta sẽ xử lý được cùng một lúc. Cùng một lúc thì cái công cụ text to column này thì hoàn toàn nó có thể xử lý chúng ta cùng một lúc nhiều ký tự đan xen nhau được các bạn nhé. Đấy, chúng ta next này và đây destination ạ, rồi tiếp tục thì chọn C1. Rồi xong rồi, kết quả giống hết ở đây các bạn nhé. Cái file này thì tôi sẽ upload lên và sẽ chia sẻ đường link để mọi người thể về và mọi người có thể download về và mọi người kiểm tra nhé. Thì đó là cái bài toán thứ hai đúng không ạ? Thế còn cái bài toán thứ ba, vâng, nó lại hơi khác đi một chút các bạn ạ. Lúc này thì dữ liệu của chúng ta nó đã trở thành cái gì ạ? Nó đã trở thành gọi là gì nhỉ? Mỗi một ô này nó bao gồm các paragraph khác nhau, đúng không ạ? Mỗi một ô này nó gồm 5 paragraph, 5 đoạn, 5 5 đoạn các bạn nhé. Thì đoạn đoạn đầu thì nó là mã hàng này, đoạn sau là tên hàng, đoạn thứ ba là màu, đoạn thứ tư là size, đoạn thứ năm là giá sản phẩm. Chúng ta cũng sẽ phải làm cái việc như vừa rồi, tức là cũng tách ra, cũng mong muốn là kết quả giống hệt như thế này các bạn nhé. Thế thì nếu như chúng ta sử dụng cái text to column này thì cái câu hỏi đặt ra của chúng ta nó sẽ là ở cái câu chuyện là cái ký tự nào đang ngăn cách ở đây và chúng ta phải xác định để mà chúng ta điền vào trong cái Azure này các bạn nhé, để cho được cái kết quả đúng đúng không ạ? Đấy, bây giờ cái này trước tôi cũng thắc mắc mãi và sau rồi tìm hiểu các cái bài viết ở trên mạng thì sau tôi biết được rằng là ơi tôi chết này.
đây. Thì sau tôi biết được rằng ấy, thì cái keyword ở đây là chính là cái con trôn hát các bạn nhé, à con trôn cộng dây, con trôn dây đây. Keyword của chúng ta cho cái bài toán này nó chính là cái này đây. Thì bây giờ tôi sẽ các bạn cùng các bạn làm luôn này, các bạn chọn này, chọn toàn bộ như bình thường nhá, xong rồi data này, text to column này, vẫn là delimited các bạn nhé. Tiếp tục ạ, đây không phải là semicolon nữa, không phải là cái other vách ngăn này nữa, mà ở đây trong cái đây các bạn nhìn chú ý data preview nó thay đổi như thế nào khi mà tôi thao tác nhé. Đây các bạn chú ý này, khi mà tôi ở cái trong cái ô vuông trắng này, tôi sẽ ấn Ctrl cộng J, Ctrl phím J trên bàn phím này. À đây các bạn nhìn thấy chưa, data preview lập tức đây ạ, nó đã chia cách thành các cột riêng biệt cho chúng ta rồi các bạn nhé. Đấy, next như bình thường và chọn nơi đọc kết quả, finish, xong rồi các bạn nhé. Đây ạ, đây kết quả nó sẽ không khác biệt gì so với hai kết quả này đâu ạ. Đấy, đấy thì các bạn nhé, keyword của cái bài toán số 3 này chính là cái con trôn hát, con trôn dây. Đấy thì đó là cái, đó là toàn bộ cái phần thông tin liên quan đến cái việc cái công cụ text to column để giải quyết cái bài toán là tách chuỗi ký tự sang nhiều cột khác nhau ở trong Excel các bạn nhé. Tôi nghĩ cái đây một công cụ rất là hay, nó cũng có sẵn này, rất là dễ nhìn ra này, và nó cũng không phải công thức gì phức tạp cả, các bạn làm một vài lần là các bạn sẽ quen. Nếu như mà thực tế là tôi thấy cũng nhiều người thì nếu như mà hay hỏi thì sẽ hỏi về cái việc là tách địa chỉ ấy. Bởi vì bây giờ ví dụ chẳng hạn như là các bạn nhận được một cái danh sách địa chỉ chẳng hạn, đúng không đâu nhỉ, từ đây để tôi ví dụ tôi. Đây ví dụ chẳng hạn đây các bạn nhé. Đây cái này coi như các bạn chưa biết đi. Đây ạ, chẳng hạn nếu như mà các bạn nhận được một cái danh sách như thế này, đúng không ạ? Ví dụ có rất nhiều đấy, bây giờ các bạn muốn là thống kê xem ví dụ quận quận nào thì bao nhiêu người, quận kia bao nhiêu người, hay là phường này bao nhiêu người, phường kia bao nhiêu người gì đó, thì nếu như mà nhìn để dữ liệu này thì rất là khó. Thì do vậy thì các bạn sẽ dùng text to column này, sau đó các bạn tách được ra các cái cột khác nhau, từ đấy các bạn có thể dùng phương thức đếm gì đó và xử lý dữ liệu tiếp theo, nó sẽ đơn giản hơn đúng không ạ? Còn để như này mà bảo thống kê nọ kia thì rất là khó đúng không? Đúng không? Đấy, cái này thì là một cái ví dụ nó khá là tiêu biểu về việc sử dụng text to column. Đấy. Thôi, vâng. Bài tiếp theo thì tôi sẽ sử dụng công thức để tôi sẽ sử dụng công thức để giải quyết cái bài toán này. Và sử dụng công thức thì nói thức là nó sẽ phức tạp. Đấy. Chúng ta cùng chờ xem nhé. Vâng. Rất là mong là mọi người khi theo dõi video thì hãy ấn ấn nút đăng ký kênh các bạn nhé, và ấn nút đăng ký kênh rồi cho video của tôi nút like để động viên tinh thần tôi tiếp tục ra các video mới các bạn nhé. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.